Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Mưu sát hay ám sát? Bài viết cho Thái Hóa Lộc biên soạn quan trường trình bày. Kính thưa quý vị, vụ ám sát hụt ông Donald Trump đã trở thành mưu sát bởi vì không chỉ ảnh hưởng lớn đến cục diện bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tới, mà còn đặt ra nhiều lo ngại cho đất nước có nhiều dài lịch sử hơn 248 năm. Thủ phạm trực tiếp gây nên về vụ xả súng hôm 13 tháng 7 vừa qua tại sự kiện vận động tranh cử của ông Trump là một tay súng bắn tỉa còn quá trẻ, vừa rời ghế nhà trường trung học không bao lâu, tên là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi. Crooks sống ở tại Bethel Park, thuộc tiểu bang Pennsylvania, cách nơi tổ chức cuộc vận động tranh cử của ông Trump khoảng một giờ lái xe. Theo New York Times cho biết, Crooks là phụ tá dinh dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bethel Park và chưa có tiền án. Tay súng nhắm về phía ông Trump nhả đạn từ mái nhà của một căn nhà cách sân khấu khoảng 120 mét. Hiện chưa rõ vì sao sở mật vụ không ra soát khu vực này và vì sao lực lượng an ninh lại mất quá nhiều thời gian để ứng phó dù đã nhận được tin báo của người dân về một đối tượng khả nghi từ trước khi người này nổ súng theo nguồn tin từ FBI xác nhận rằng kẻ xả súng đã hành động một mình. Điều tra từ truyền thông tại Đại học Colorado ở tại Denver và Cole White Curtain, phụ tá giáo sư nghiên cứu chuyên nghiệp cao cấp tại cùng một tổ chức. Theo chuyên gia pháp y Robert Maher, phân tích âm thanh cũng đã xác nhận rằng tay súng cách sân khấu khoảng gần 400 feet. Kết luận này gần giống với lại phân tích của CNN cho rằng tay súng ở trên mái nhà cách sân khấu khoảng 450 mét khi mà tiếng súng vang lên. Tại New York Times đã đăng tải bức ảnh cho thấy một viên đạn bay sượt qua đầu cựu tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 7. Ông Maher, người dạy tại Đại học tiểu bang Montana, nói với là CNN rằng các cảnh quay loại crack pop điển hình khi một viên đạn siêu thanh đi qua micro trước khi xuất hiện âm thanh nổ tương ứng. Mà họ cho biết thời gian giữa các điểm đánh dấu này đạt người bắn cách micro khoảng chừng 110 đến 120 m. Giả sử viên đạn đang di chuyển với tốc độ trung bình từ 800 cho tới 1000 m mỗi giây, tương đương với lại 2600 cho tới 3280 feet mỗi giây thì đây là một vụ mưu sát hơn là ám sát của cá nhân tự phát. Đúng là thượng đế đã che chở dư luận vẫn chưa hết quan tâm vụ cựu tổng thống Donald Trump đã bị ám sát và đây là vụ bạo lực chính trị nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ ám sát xảy ra vào tháng 3 của năm 1981 nhằm vào tổng thống Mỹ khi đó là ông Ronald Reagan. Trong vụ ám sát, ông Reagan đã trúng đạn nhưng hồi phục và quay trở lại việc làm sau 2 tuần. Chủ tịch của Eurasia Group, đó là tiến sĩ có tên là Ian Bremer, Đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới đã cảnh báo căng thẳng chính trị gia tăng ở Mỹ trong những năm gần đây. Ông dẫn một khảo sát cách đây chưa lâu cho thấy gần 25% người Mỹ được hỏi đã đồng ý rằng những người yếu nước có thể phải dùng đến bạo lực để cứu đất nước chúng ta và 75% câu trả lời tin rằng nền dân chủ của Hoa Kỳ đang gặp nguy hiểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Và trong bối cảnh đó, với chủ nghĩa cực đoan chính trị và thông tin sai lệch đã được vũ khí hóa thông qua truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, nỗ lực ám sát ông Trump vừa qua đã khiến cho nước Mỹ chuẩn bị tâm lý đối mặt với nhiều vụ bạo lực hơn nữa. Ông Bremer lo ngại như vậy. Và đánh giá vụ ám sát hụt ông Trump là một bước ngoặt nghiêm trọng trong một quốc gia đang bị phân cực sâu sắc. Tiến sĩ Bremer cảnh báo rằng đây là loạt sự kiện tồi tệ nhất có thể xảy ra trong môi trường đó và tôi vô cùng lo ngại rằng nó báo trước nhiều bạo lực chính trị và bất ổn xã hội hơn nữa sắp xảy ra. Liên quan vụ ám sát hụt ảnh hưởng đến thế nào đến cuộc bầu cử Mỹ sắp tới? Tiến sĩ Bremer đã nhận xét hình ảnh của ông Trump dơ nắm đấm sau khi bị bắn là một biểu tượng của thời đại ở nước Mỹ hiện nay. Nhiều chuyên gia cho rằng việc sống sót sau vụ ám sát theo cách kính tính như vậy chỉ có thể giúp ông Trump trong cuộc bầu cử này. Nhìn lại lịch sử, sau vụ bị trúng đạn vào năm 1981, thì ông Reagan đã có tỷ lệ ủng hộ tăng thêm 8 điểm phần trăm, đạt mức là 70%. Nhưng sự ưu ám về kinh tế đã kéo tỷ lệ này xuống hơn 40 điểm phần trăm vào cuối năm 1981. Tuy nhiên, Tổng thống Reagan khi đó vẫn còn 3 năm để có thể phục hồi kinh tế của Mỹ trước cuộc bầu cử năm 1984. Và kết quả đã tái đắc cử. Và tại Brazil, thì ứng cử viên dân túy đó là ông Herr Bolsonaro sau khi bị tấn công bằng dao cũng đã giành được thắng lợi. Tiến sĩ Bremer đã đặt câu hỏi là liệu ông Trump có thể biến vụ ám sát hụt này thành một cuộc tái tranh cử thành công hơn hay không? trả lời câu hỏi này thì vị chuyên gia cho rằng không giống như là cựu tổng thống Reagan bị giảm sự ủng hộ sau hơn nửa năm ông Trump chỉ chờ thêm chưa đầy 4 tháng nữa để đến kỳ bầu cử và đây là khoảng thời gian đủ để duy trì sự đồng cảm mà ông có được sau vụ ám sát hộp này theo một tờ báo của Pháp có tên là Les Echos cũng cho rằng vụ ám sát hộp cựu tổng thống Donald Trump làm gia tăng cơ may đắc cử của ông với hình ảnh bị thương nhưng vẫn dưa cao nắm tay với lá cờ Mỹ phía sau, thách thức số phận. Ông Trump đã được dự báo sẽ có thêm nhiều lợi thế trước ông Joe Biden sau bộ tranh luận trên truyền hình cách đây hơn 2 tuần trước. Cựu ứng cử viên Nikki Haley rốt cuộc thì cũng ủng hộ ông Trump. Tỷ phú công nghệ Elon Musk chính thức đứng về phía của ông Trump. Wall Street hoan nghênh một ngành lãnh đạo muốn giảm thuế và tăng sản lượng dầu khí. Giá Bitcoin đã vượt ngưỡng là 60.000 sau vụ ám sát hộp này và các cuộc thăm dò chưa đưa ra kết quả gì mới, nhưng ván cờ đã thay đổi. Vẫn còn quá sớm để khẳng định ai là người chiến thắng. Và với bối cảnh chính trị và các cuộc thăm dò hiện tại, thì cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Biden đang nhắm vào điểm yếu của đối thủ. Nhưng với nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm diễn tiến, cuộc chiến dịch vận động tranh cử và các sự kiện không thể lường trước, sẽ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Thưa quý vị vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Mưu sát hay ám sát Bài viết cho Thái Hóa Lộc biên soạn qua chương trình bày Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới Xin kính chào